Kính thưa quý Phật tử, hôm nay thầy với chư tăng chùa Hồng Pháp đi đến chùa Tây Pháp, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để thăm thầy trụ trì cũng như là thăm cái vườn hoa xuân nhân dịp đầu năm Quý Mão sắp tới. Chùa Tây Pháp này trước đây nó là có cái tên rất là đẹp, đó là Thủy Hoa Viên. Và cứ mỗi một lần Tết á, thì thầy trụ trì ở đây trồng rất là nhiều hoa, và các Phật tử về tham quan rồi lễ Phật cũng như là đi dạo vườn hoa rất là đông. Thì hôm nay thầy sẽ đi đến thăm thầy trụ trì, đồng thời để thăm cái vườn hoa xuân A Di Đà Phật. Giờ mời quý Phật tử cùng vào để thăm cái vườn hoa. Phải không? Phải hoa nhái không ta? À đúng rồi, nhái của mình màu vàng. Còn cái này nó nhiều màu, bữa nào chắc mình lên đi lấy cái giống này về lên tà đùng á, rải cho nó lên. Để nó có nó thêm. Cái nhái của ảnh mình. Màu này đẹp. Không, nó phải nhiều thứ. Mà cái này á, không biết hoa gì. Cái hoa nhái này á, thầy Tường nói á, bây giờ nó ra cái đợt này rồi, nó đang tiếp tục ra. Cho nên á, đây tới Tết không sợ là nó bị tàn. Đó. Vì nó cứ liên tục đó. Búp nè. Búp này là đây tới Tết là nở rất là nhiều. Dạ, con kính chào sư phụ. Chào thầy trụ trì chùa Tây Pháp. Hôm nay thầy với quý thầy xuống thăm thầy và thăm cái vườn hoa. Dạ. Giờ thì xin giới thiệu với quý Phật tử, đây là thầy Thích Tâm Tường, trụ trì chùa Tây Pháp, và cũng là người đã sáng tạo ra được cái khu Thủy Hoa Viên này rất đẹp để cho Phật tử nhân dịp đầu xuân đến lễ Phật rồi có chỗ là tham quan. Giờ mời thầy hướng dẫn cho quý thầy. Con thỉnh sư phụ với quý thầy mình vào điện thờ để lễ Phật. Lễ Phật. Dạ. Này vô đây ta. Dạ. Nhìn mấy cái cũng nhiều lắm, này ta đọc dạ. cũng có lợi ích. Dạ. Bây giờ con thỉnh sư phụ với lại quý thầy. Mấy câu này rất thầy, là sư phụ. Giới thiệu là nhân dịp Tết thì thầy làm cái này để làm gì, cái mục đích? Dạ. Và sư phụ với quý thầy thì con làm một cái tấm banner như vậy đó, ghi những cái câu pháp ngữ của sư phụ. Thì ở đây mỗi câu nó có một cái ý nghĩa, một cái lời nhắc nhở cũng như là khích lệ người ta thực hành cái đạo hiếu, rồi có những câu giúp người ta giác ngộ với lý vô thường, rồi có trách nhiệm với gia đình, rồi nhân quả, rồi tu sửa chính mình, rồi cái lòng biết ơn, rồi thực hành ái ngữ lắng nghe. Thì những cái câu này con gom trong các cái cuốn buồn của sư phụ, rồi con nhờ cô Nga cố thiết kế, rồi về đây con treo lên.
để cho mọi người, người ta tới á, người ta học được những cái câu này. Thế là nhân dịp Tết người ta đến chùa được lễ Phật, rồi được tham quan các cái cảnh, rồi được đến đây để xem những cái câu thơ mang cái tính chất hướng dẫn cho người ta về đạo đức, cũng là rất là hay. Để đây cũng là cái cách hoằng pháp, đây cũng là cái cách hoằng pháp. Bây giờ thầy đọc hết mấy câu này cho Phật tử người ta nghe luôn. Dạ, cái câu thứ nhất là đời người ngắn ngủi vô thường, thương nhau chưa hết, dừng buồn làm chi. Câu này thì giúp mọi người giác ngộ được cái lý vô thường của đạo Phật. Câu thứ hai là tâm hồn cứ mở rộng ra, niềm vui hạnh phúc hương hoa tràn vào. Câu này có một cái pháp hành đó là nới rộng dung lượng trái tim ra để dung chứa tất cả những cái nghịch cảnh cuộc sống, cũng như là phát triển cái chất liệu tốt của mình. Cái câu thứ ba là có tiền mua được nhà to, mấy ai mua được ấm no gia đình. Câu này thì khích lệ mọi người nên đầu tư thời gian cũng giống như là những cái điều kiện hạnh phúc cho gia đình hơn là mình đi kiếm tiền. Cái câu thứ tư là cho là còn có mức đâu, gieo nhưng hai quả cũng thâu về mình. Khích lệ mọi người hiểu về cái nhân quả trong cái phương tiện bố thí. Cái câu thứ sáu, mình còn chưa hiểu được mình, làm sao hiểu được người mình thương yêu. Ở câu này nói là mình phải hiểu mình trước, mình phải thương mình trước, và sau đó mình mới có thể hiểu đặt mình vào vị trí của người thương mình để mình hiểu những người khác. Câu kế là cảm ơn nghịch cảnh đau thương giúp ta khôn lớn, mở đường thành công. Người thành công luôn luôn trước đó phải trải qua rất là nhiều nghịch cảnh, rất vượt là nhiều qua được thì mới thành công. Rất là nhiều bế tắc nhưng mà vượt qua được thì sẽ thành công. Cái câu cuối cùng là trên môi nở đóa sen hồng, tỏa hương ái ngữ, mát lòng tha nhân. Câu này khích lệ mọi người thực tập cái hành ái ngữ, lời nói yêu thương đem lại chất liệu bình an và hạnh phúc cho mọi người. Những cái câu này rất là hay. Cái việc của mình làm nhân cái dịp Tết nó rất là ý nghĩa. Ngoài cái việc là họ đến chùa lễ Phật, rồi tham quan, được chụp ảnh, họ còn đọc được những câu này để giúp họ có được những cái nhận thức về vấn đề đối nhân xử thế, rồi vấn đề tu dưỡng bản thân, rất là hay và rất ý nghĩa. Và đây cũng là một trong những cái phương tiện để hoằng pháp lợi sinh đó. Bài câu nó mang bảy cái ý nghĩa khác nhau. Tốt quá. Đó là những câu này là những câu có cái pháp hành rất là sâu sắc. Bây giờ con thỉnh mời sư phụ với quý thầy mình đi qua phía bên kia. Bên kia là mình có một vườn hoa tám sào, đó là đất của chùa Tây Pháp, còn bên này là Thủy Hoa Viên. Ở khu đất của mình nằm giữa một cái con suối, và con suối này có tên địa phương là suối Suốt. Suối Suốt. Dạ, suối này thông ra với thượng nguồn sông Sài Gòn. Và hàng ngày mình ngồi ở đây mình có thể nhìn thấy nước thủy triều lên xuống hàng ngày. Mùa này buổi sáng trời lạnh, có khi sương mù, và hơi nước dưới suối bốc nhẹ nhẹ lên nhìn rất là đẹp. Còn với cái mặt trời mọc lên ở hướng đông là hướng kia. Sư phụ thấy không? Đó phản chiếu rất là đẹp. Dạ. Bạch sư phụ với quý thầy thì ở bên phía đức của chùa Tây Pháp mình có cái view suối từ cổng tới thẳng tuốt phía hậu sau là 200m chiều dài. Cái đức của chùa Tây Pháp bề ngang thì 37m. Phía trước đó mình có hai sào đất ruộng, tổng cộng là mình có 1 hecta. Có một cái đường đi ra ngoài, đường 789. Cái đường 789 đó thì qua Tết thì họ sẽ khởi công làm đường. Làm đường một bên rộng ra 15m, đường liên tỉnh rất là lớn. Còn phía bên này thì mình có cái view suối bao bọc xung quanh Thủy Hoa Viên. Đây là cái hơi nước nó đang bốc lên đó. Sáng nào trời lạnh lạnh như vậy thì hơi nước nó cũng bốc lên như vậy. Có nhiều bữa lạnh lắm luôn. Nhất là cái dịp ngủ rồi.
Cái nước này là coi như chảy quanh năm luôn. Dạ, nước này cái suối như con tìm hiểu thì bắt nguồn rất là xa. Ở đâu ở trên các cái huyện Tân Biên, Tân Châu xa lắm. Dạ, rồi nó có những cái nguồn nước ngầm ở ruộng nó chảy ra nữa. Dạ, ngày xưa cái suối này nó nhỏ lắm, bề ngang tầm khoảng 15 mét thôi. Bắt đầu con về con mới mở rộng ra, con làm cho nó thẳng lại. Cái cầu của mình đây thì dài 22 mét này, chỗ này rộng. Cái hoa này là mai hoa lan, còn đây là sau nhái thái, sau nhái mít màu, rồi hồng ri, rồi hướng dương. Cái này mới làm năm nay á, sư phụ. Tóc hành đó ha. Dạ. Có lối đi này người ta đi lại nó khang trang. Không, đúng rồi. Thoải mái hơn. Cái chỗ nào là đi là phải làm cho nó sạch sẽ. Dạ. Chứ nếu mà không sạch là đi nó dơ. Đây là view suối này, ở đây chúng con thường dùng để thả cá phóng xanh và với thả hoa đăng. Thỉnh thoảng có khóa tu thì mấy bạn về đây buổi tối thiền trà xong rồi ra đây thả hoa đăng. Ở trong Nam có mai, ở ngoài Bắc có đào, hôm nay là ở đây đào nhiều, không thấy mai. Dạ. Có mai không? Dạ có. Con cái mai. Nhưng mà ở đây họ lại thích đào hơn, tại đào vì nó màu đỏ, dạ, nó rực. Trong này nhà nào cũng có mai cả. Rồi bây giờ con thỉnh sư phụ với quý thầy mình đi tham quan vườn hoa. Trước mặt của sư phụ với quý thầy đó là hoa sau nhái mít màu. Người ta còn có cái tên khác là sau nhái thái. Sao nhái thái. Dạ. Còn cái loại vàng vàng kia là cái loại gì ta? Dạ, cũng cái... sao nhái thái. Màu đó là của sao nhái mà của Việt Nam. Dạ, nó cũng có ba màu. Ta đồng nhiều lắm. Dạ, cái đó cái dễ trồng đó. Lắm sư phụ. Mùa nào cái này cũng chắc cũng dễ trồng chứ gì? Cái này dễ trồng nhưng mà cái này thì nếu mà mình bón phân nhiều quá là nó dễ bị ngạ cây nếu có gió. Thành ra là với lại khó canh ngày sư phụ. Nó cũng ngắn ngày, với lại nó cũng bị chi phối bởi thời tiết. Mỗi năm mình trồng vậy đó chứ hơn cũng khó canh ngày lắm. Có năm thì sớm, có năm thì muộn. Năm này thì nó nở tương đối là đúng ngày. Nay đã nở đẹp ghê. Dạ. Quý Phật tử nhìn xem cái vườn hoa này rất là nhiều, rất là đẹp. Cố gắng sắp xếp thời gian Tết đến đây lễ Phật rồi đi tham quan cái vườn hoa. Dạ. Một cô Phật tử lên đây là đem theo mấy bộ đồ lam nè, đồ áo dài. Cái này là hoa gì? Dạ, bà sư phụ là đây là hoa hồng ri. Hồng ri. Dạ. Cách đây 5 năm về trước là con đi ra Huế tham quan vô Đại Nội á, cái thấy họ trồng mấy cái chỗ khuôn viên đẹp quá. Thì con tới con xin mấy cô nhân công mấy cái hạt á. Có chút xíu rồi về cái bắt đầu nhân giống lên từ từ. Bây giờ mai mốt thì nhờ ấy đi cho biết đem xuống Hà Đông. Dạ được. Mấy cái này mai mốt con sẽ gửi giống và gửi cái công thức trồng về dưới đó cho quý thầy trồng dưới đó. Mà khí hậu ở trên Tà Đùng trồng cái này rất là hợp. Và nó sẽ lâu tàn hơn và cái sắc hoa nó sẽ đẹp hơn. Tại cái các giống hoa này nó thuộc là khí hậu ôn đới sư phụ. Mình cái này nó nở ra như thế này được lâu không ta? Cái này là lâu nhất sư phụ. Nó tới hết tháng 1 âm lịch đó. Ồ, vậy nó được tàn lẫn. Dạ. Mà nó còn lên cao nữa. Ghi nhớ nha, mai mốt đem về định quán. Bây giờ mình thấy đi đâu á là mình phải coi cái hoa nó như thế nào. Để mà sau này mình còn trồng đó. Để cái này không phải đâu, cái này là lúc trước trồng cùng một đợt á mà nó bị sâu á, nó hư hết, cái bắt đầu mới nhổ bỏ mới trồng lại á. Nhưng mà nó cũng sẽ nở đúng Tết sư phụ. Cái này là nữa. Cái hoa gì nữa? Nó cũng là sâu, cũng là hồng ri luôn. Ủa? Dạ. Sao mà cái cây kia nó khác lắm? Dạ, cùng một đợt đó mà tại vì cái đám này bị sâu nó không, nhưng mà sao cái lá nè, lá bên kia nhỏ không? Dạ, đúng rồi, cái trồng nó lá nó to hơn sư phụ. Bên kia thì mình rải hạt giống. Dạ, còn đây là mình trồng này. Mình nhổ ra mình trồng. Thì nó đẻ nhánh nhiều hơn. Dạ.
Ông cứ cứ mà ta, đây là vườn hướng dương có đất mà cứ trồng, nhất là mùa Tết mà trồng hoa mà ta thích. Tại nhu cầu bây giờ họ đi chùa họ cũng phải có cảnh có đẹp cảnh tham để quan mà, để chụp hình nữa. Chụp hình chứ. Công nghệ Facebook bây giờ là có phải có hình. Chùa nhiều khi khô khan quá không có hình thì cũng hạn chế. Có cái màu xanh sinh thái, bây giờ sinh thái nó quý hiếm sư phụ ạ. Nhìn kiểu này giống chủ Nhật không? Giống Nhật, giống Hàn. À, cũng giống Hàn đó. Dạ. Hơi giống giống Hàn. Ê sư phụ, cái tấm hình này rất là dễ thương. À, cái này năm ngoái hay năm dạ, con lên xin chú Long đấy, được cái tấm này cũng thấy là rất là thích hợp không về con. Đó, ai coi cái hình này nè, đang ngồi hát ra niềm an vui. Thầy trò có mặt cho nhau. Hát hoài không, không ra được. Ở đây có đủ mặt không hay là thiếu mặt? Dạ. Đây là thấy Tết mà sư phụ mới chưa tăng đi dài đó chụp hình mấy cái này sau này quý lắm sư phụ. Cái câu này rất là ý nghĩa. Não phiền bỏ lại sau lưng, xuân về an lạc theo từng bước chân. Có nghĩa thì mình làm gì làm, nhưng mà cuối năm mình phải bước bỏ được những đi. Bước thành thơi. Mình bỏ hết những cái vướng bận, những cái lo lắng, những cái phiền não của một năm, để mình có được những cái giây phút thành thơi tự tại. Cái này họ cũng sẽ chụp đó sư phụ. Không chụp đó. Yeah. Cái gì thấy đẹp à. Rồi nó có cái câu thơ nó có ý nghĩa, cái quan trọng là cái này nè. Tăng thân của Tổ Đình Hoằng Pháp. Đây là câu pháp ngữ của Hòa Thượng Đạo Trưởng. Cái câu này dễ hiểu mà dễ thực hành nữa. Nó đúng với cái mùa xuân nữa. Có chị xuân. Đẹp ha, hoa dày quá đẹp nè. À, bên kia được có cây mai kìa. Ở đây họ thích đào cho nên con gắn đào. Đây là chèo thuyền. Dạ. Cái này chèo thuyền này hồi đó hình như cũng chèo ở đây. Chèo ở cái suối này sư phụ. Rồi. Rồi sau đó cô Na cổ mới để hái bầu hái bí gì nè. Dạ, hái bầu. Cái câu này là sống nên tỏa sáng chính mình để người theo đó phát sinh tâm lành. Có nghĩa là mình cứ sống tốt, mình cứ sống phát huy được những cái khả năng sở trường làm cho con người mình có giá trị thì tự nhiên mọi người người ta sẽ theo mình và mình hút được người ta đó. Thì câu này thì sư phụ đã làm được rồi, anh em tôi có bắt chước làm theo. Và con nghĩ cái câu này cũng nên đưa ra đây hay thế, để cho mọi người người ta học theo. Dạ. Tại vì sư phụ làm được rồi cho nên sư phụ nói nó thuyết phục hơn. Mình muốn cảm hóa người ta thì bản thân mình phải tốt đó. Dạ. Mình phải làm được những cái điều tốt thì đó cũng là một cái bài học để cho người ta lấy đó làm theo. Sống lên tỏa sáng chính mình để người theo đó phát sinh tâm lành. Ra quay cái cổng. Đây là cổng chùa Tây Pháp đây. Vừa cái này mà vừa Pháp. Này nó cũng là cổng tạm thôi. Dạ. Thế còn sau này khi mà được phép xây dựng chùa thì sẽ làm lại cổng khác. Cổng này lắp ráp mình tháo ra vậy đó. Ở đây có cái điện thờ bằng gỗ. Hướng dương của mình đây là mình cố ý trồng cái hướng dương luôn á sư phụ, để người ta dễ chụp hình á, chứ cao quá là không có thấy người. À, nhưng mà cao thì nó đẹp. Dạ, cao nhìn thì lên nó đẹp nhưng mà chụp hình thì nó hơi ấy. Còn cái này chụp thì sẽ thấy được. Dạ. À. Đó, mấy không cái này cao này. Đứng vậy cao là mấy người mà có chiều cao hạn chế là tội nghiệp lắm, vô không thấy người đâu cả, cho nên là mình cố ý trồng như vậy á thì nó có cái giống hả? Dạ có. Cái này mình lấy giống lại được sư phụ. Với lại cũng có một số mình mua giống. Sư phụ thấy không, cái bông nào cái bông đó nó bự lắm. To ghê hả? Nó trồng xuống đất chứ mình mà mua mà trồng mà trên trồng á nó không đủ không cái đủ chất. Cái này là ba ngày phải tưới. Đó. Tưới bánh dầu á sư phụ, bánh dầu Đài Loan mình ngâm nước á rồi mình tưới dưới gốc nó. 3 ngày tưới lần. Cái hoa này lâu tàn lắm.
Hoa này rất là lâu tàn nhất trong các loại hoa. Dạ, mà lại đẹp nữa. Nhưng mà khó chăm sóc sư phụ, sâu bệnh nhiều lắm. Thế hả? Dạ, phải biết cách chăm kìa. Chỗ này là để nó thoát nước. Cái hoa này mà ta đùng mà trồng cái chỗ sư phụ là đẹp lắm luôn á. Tết là rực rỡ luôn. Tết rực rỡ luôn. Đất trên đó lại tốt nữa. Ở đây có những loại mình đã trồng rồi mà trồng nó không có được như ý á sư phụ. Thành ra con bỏ. Nó khó trồng quá. Đây này, hoa này giờ nó mới đẹp nè. Lỡ vậy là quá đẹp rồi. Dạ. Mà phải biết bón sư phụ bón phân á, còn mình bón mà quá tay, bón nhiều một cái là nó cao lên là bắt đầu gió cái là nó gãy hết. Tại vì cái này nó yếu. Ở đây khi thấy hoa nở nhiều quá, nói với mấy thầy không biết là nở như thế này đây tới Tết nó còn hay không hay là nó bị tàn. Nó cũng lâu tàn lắm tại vì mà nó nằm dưới đất đó sư phụ. Chứ nằm trên chậu thì nó mau tàn. Thứ hai nữa là những cái hoa nó đang lên đó, nó tiếp tục cái hoa trên nó tàn thì hoa ở dưới nó lại nó còn búp với nó cũng còn đẻ nhánh cây con nữa sư phụ. Cho nên không lo. Nhưng mà con nói ba con rồi, năm sau trồng thì phải lui 10 ngày nữa. Nó như vậy là nó hợp. Đó phải tính toán ha. Thì năm nào cũng điều chỉnh hết đó mà khí hậu nó khí cũng hậu khó quá ảnh hưởng. Dạ. Khí hậu ảnh hưởng. Bây giờ con dẫn sư phụ đi ra ngoài cái vườn bầu hồi lô. Sau đó mình đi một vòng xung quanh cái view tre. Chiều là họ mắc mát họ tới đông lắm sư phụ. Cẩn thận cái vụ mà cướp giật móc túi đó. Rồi ao hồ sông suối, cẩn thận trẻ nhỏ. Rồi nhắc nhở họ không có dặm đạp hoa, bỏ rác đúng nơi quy định. Đây, vô đây, dặm đây trước hay sao? Dạ. Đây. Dạ, con mời sư phụ và quý thầy vào cái thất của con mới làm. Đây là cái thất của thầy trụ trì đây. Dạ, chưa có tên. Đặt cái tên là Am Ngọa Thiền. Ngọa là thiền là ngủ miết á. Con mời sư phụ ngồi uống trà. Am Ngọa Thiền. Nay là mới đặt cái tên mới. Đây cái cây về súng ươm súng đó sư phụ. Hả? Súng hả, súng này hả? Súng thái biết màu á sư phụ. Dạ. Ươm vậy cái ai thỉnh rồi cũng cho các thầy trồng đó. Hoa súng. Dạ, súng mà nó nhiều màu lắm sư phụ. Thế hả? Dạ. Súng thái nhiều màu, màu vàng, màu tím, tím cũng có mấy màu nữa, màu trắng. Trúc tre nè. Dạ. Tre nè. Đây nó cái cổng này không cũng đẹp rồi nè. Dạ. Nên giản mà rất đẹp. Chiều bắt lại cái đường dây điện nữa là xong. Mộc mạc. Biết con có thể giỏi thì qua. Đi vòng ha. Này có ai thích đu Tết lên đây đu nè. Hầu như ai tới cũng ngồi cái xích đu này chụp hình hết đó sư phụ ạ. Nó ngay dạ ngồi xích đu cây. Nó thư giãn thoải mái lắm.
Cái này mới chắc lắm. Làm đó. Con mời sư phụ ra thăm cái vườn bầu hồ lô. Không, cái chỗ này mình không thả nữa tại vì cá nó nhiều rồi. Mình chỉ thả phóng sanh ở ngoài suối thôi. Ồ, bữa nay hôm trước mình đi thì chưa lú lú ha. Dạ. Bữa nay này, ra tái. Nhưng mà tiếc cái là cái này mình không làm được cái đường đi ở trong. Đúng dạ, không? Tại vì sư phụ biết sao hai bên cái bờ nó yếu rồi. Giờ đi vô cái nên lỡ. Thứ nhất, cái thứ hai là họ vô, con lít rồi vô nó cũng nguy hiểm, với lại họ vô bầu rồi họ ngắt hết. Coi như cái lọc á. Họ hái thì không sao, nhưng mà nhiều khi nó hư cái cây nhé. Uổng. Mấy năm trước là họ vô, họ vẽ chữ lên tới bầu, rồi hái, rồi giật hư cây, nên nó cũng chết. Thành ra thôi, năm nay mình làm vậy để họ đứng ngoài, họ chụp hình. Chiều nay thì nhưng đang... Nhưng mà đứng chụp thì chắc họ phải đứng vậy hả? Dạ, không, chú đang chặt tre đó, sư phụ. Chặt 6 cây tre, cái gác ngang vậy nè. Cảnh đẹp tại là họ sẽ đứng đây. Dạ, cái nó chút xíu làm. Đây, hướng dương trồng ở dưới đất này, sư phụ, cái giống này giống cao, sư phụ thấy không? Nếu mà vô trong á... là không thấy người, thành ra là có mình có cái thang trong á, mai mốt mình để cái thang cho anh ta đứng. Dạ. Chú Vũ thấy không, bên này mình trồng quá phân nè, nó gió nó cái nó bị ngã. Ngã. Dạ. Mày có nghĩa là mình cũng đừng có nên cho nó tốt quá. Dạ, cái đất này nó tốt quá. Cái đất này mình trồng rau ấy chú Vũ, phân nhiều quá nó tốt quá, thành ra khi rải cái này xuống cái là cũng không có bón phân nhiều mà đất tốt như vậy đó. Đây là cái dàn gọi là bầu hồ lô. Đây. Dạ. Quay cái bầu hồ lô nè. Đó. Đó, cái này. Đây. Dạ. Cái này mình trồng, mình bón bằng phân dê. Phân dê. Dạ. Phân dê mua trên Đắk Lắk này. Đây là bầu hồ lô. Nó còn to nữa sư phụ ạ. Tới lúc nó to, nó già, nó cũng mấy ký á. Đây nguyên một cái vàng hồ lô, ai đến đây cái qua Tết cái nó khô á. Cái mình hái xuống mình phơi, sau đó mình xử lý, cái mình sơn BU lên, cái viết thư pháp. Không, cái ruột nó sẽ khô lại, nó sẽ còn hạt thôi. Khi nó già, nó khô rồi nó nhè lắm. Có cái u này đâu, hình như đâu có để được ha. Nó hơi bị... lâu lâu nó cũng đột biến mà. Đâu không có trái nào giống trái nào hết á. Có cái là nó không có u dưới đâu. À, đúng rồi. Ngày xưa người ta làm bình nước, bình nước để uống đó. Rượu đó. Dạ. Là bình rượu đó. Đó, mấy trái đó là nó không có kìa. Mà cái giống này giống bự hơn cái giống mấy năm trước trồng. Cái này lấy cái lốp xe để. Lốp xe, dạ. Chắc đi ra đây hả? Dạ. Đây rồi mình đi đâu? Dạ, mình đi một vòng ra phía ngoài này để cái ấy view tre sư phụ. Bây giờ cái lường tre của con ở đây làm nhà cũng được đủ đó. Luôn. Dạ. Quá trời. Mà nó lên nhanh ghê chứ. Dạ, nó lên nhanh lắm mà mình phải chặt liên tục thì nó mới đẻ cái non lên được. Dạ. Những cái cây, cái đực đó, cái nhỏ đó là những cái già là mình phải chặt. Nó lên. Dạ. Đang lên. Nó lên quanh năm suốt tháng luôn. Mùa mưa thì nó lên măng nhiều hơn. Dạ. Bữa nào anh em có trồng về đây bứng đi. Bứng đầu mùa mưa á. Là mình trồng qua mùa mưa là nó sống. Mình khỏi tưới nước luôn. Thời Đức Phật thì có Trúc Lâm Đình Xá. Cho nên là vườn thiền hoặc là trong chùa mà mình làm một vườn tre, vườn trúc là nó ý nghĩa lắm. Mà view nó đẹp nữa. Buổi sáng đi thiền hành đây mát lắm sư phụ. Quá mát luôn. Đi chừng mấy vòng là thấy... Con Tâm biết nó có mát không? Tâm lên này giờ đi chạy mồ hôi. Con thấy chùa nào mà đất rộng thì mình nên làm một cái lối đi thiền hành trồng tre vậy. Nó hợp lý hay ha. Dạ. Đây cầu trái dữ lắm.
Tại chưa ra là họ đã đặt mua rồi sư phụ. Thế hả? Dạ. Ủa, mua làm gì dạ, ta? Dạ, mua làm thuốc đó sư phụ. À, thế hả? Dạ. Ồ, hôm trước thấy rụng đầy hết rồi. Dạ. Qua Tết là họ... Đây, đây, dạ. Đây là thường cái này gọi là câu đuôi chồn. À, câu đuôi cái lá của nó giống như cái đuôi của con chồn á. À. Thành ra gọi là câu đuôi chồn. À, cái loại này chỉ để làm thuốc thôi hả? Dạ, làm thuốc. Họ mua về họ làm thuốc, thuốc nam á. Mà không biết là trị cái bệnh gì nữa, nhưng mà họ đi kiếm mà mua. Tại vì cái câu này bây giờ cũng cũng hiếm rồi. Khó kiếm. Dạ. 20 năm mới được như vậy đó. À, thế hả? Dạ. Cái khu này để xe hả? Dạ, để xe máy và xe hơi luôn sư phụ. Để là những ngày Tết là full luôn á. Ờ, thế hả? Dạ. Ừ, không, bây giờ mình nghĩ ra cái này hay nè. Che cái này nó tạm thời nè. Dạ, nó cũng mát lắm. Mà nó mát nữa. cái này là trái nhỏ rồi, trái bự lắm. Ủa, cái này được không? Để đi cho thừa chân. À, cái này cho ta. Này đám cưới họ hay vô xin lắm. Họ về làm lễ á. Dạ, tại vì câu kia bây giờ nó cũng hiếm. Cái này nó là gì ta? Mai hòa lan á sư phụ. Ồ, mai hả? Gọi là mai hòa lan. À, nó khác với cái loại mà ở ngoài đường mình thấy, cái loại gì ta? À, ngoài kia là cái hoa khác nữa cũng vàng, mà cái hoa nó nhỏ hơn. Gọi là... mà nó... cái gì hoàng hậu gì đó? Mai hoàng hậu nữa. Mai không, hoàng hậu cái là kia, cái không? Mai của Thái, cái giống chuông vàng. Chuông vàng. Chuông vàng. Vàng. Chứ mình nhìn thấy nó khác. Chuông vàng là khác nữa sư phụ. Ồ. Vàng nhỏ hơn. Dạ. Đúng rồi, mỏng hơn. Cái mai mà nó Osaka thông thông xuống đó, là cái loại đó là khác nữa. À. Rồi cái mai mà mình thấy ngoài đường người ta hay trồng hai bên mà nó tùm màu đó, ra hoa tùm đó là hoa khác nữa. Phải đi sưu tầm những cái lạ lạ đó. Dạ. Đây mình vòng vô cái chỗ vừa nãy vô. Dạ, nên đi vòng xung quanh cái ao đó. Đó. Cái chỗ này ngày xưa đất phèn không à, con phải mua đất, mua phân về làm mới lại mới trồng được. Lần đầu tiên con trồng mắc cười lắm, sư phụ, đất phèn vậy đó mà con sới lên con trồng. Nó không lên cái gì luôn, cái cỏ nó cũng lên. Con không biết vì sao mà cây nó không lên nữa. Cái bắt đầu đi nghiên cứu, bắt đầu dân địa phương đây họ hỏi là bây giờ là đất phèn rồi, không trồng được cái gì cả. Muốn trị phèn là phải mua là vôi hoặc là phân heo, mà phân heo tươi là nhanh nhất. Bón xuống cái là hết phèn. Cái đi mua phân heo tươi về bón cái hết phèn luôn, sư phụ. Còn vôi á, thì mình phải bón nhiều lần, nhiều mùa nó mới hết. Phân heo mà phải phân heo tươi nghe. Vậy lúc mới ra chưa có biết cái gì cả sư phụ. Ấy bên này sư phụ thấy cái hoa này nó đẹp đẹp ha. Dạ. Chỉ có trồng mấy cái này thì mới dạ. Chịu nổi. Chứ mà trồng mấy cái loại mà phải chăm sóc như giống như mà nó bán kia chịu không nổi. Hoa ly hoa đồ đó. Ờ, mấy cái đó. Mà cái này lên nó cũng đẹp đấy chứ. Dạ. Lâu tàn lắm. Ờ. Cứ không biết hoa gì, miễn là thấy hoa là đẹp à. Dạ. À. Nhưng mà trồng ít không đẹp, trồng nhiều là cứ hoa gì trồng nhiều. Đúng là rồi, đẹp. Cứ trồng nhiều là đẹp à. Sư phụ ra phát hiện ra cái gốc này cũng hay đó. Nào đúng, giờ con chưa có phát hiện ra cái gốc này. Cái hồ này là ngày xưa Tâm Tường về là có sẵn rồi. Dạ. Mấy hàng câu này là có sẵn rồi. À, cái hồ với cái nhà kia dạ, là cái nhà người ta là làm có sẵn rồi. Mình chỉ trồng tre trúc thôi. Không, có cái bờ tre này đẹp này, hồi dạ. Trước nó cái gì nó tùm với nè. Nó tùm y như bên kia vậy chứ mà. Nó bưng rồi cây cối. Sao cái bên kia nó là cái gì mà sao bưng nó không có làm gì được? Đất bưng không có làm gì được. Ồ.
xuống. Con lấy cái máy phun. Thôi lá bỏ cái máy phun. Mình sẽ đi ra. Năm nay con trồng lại cái hướng dương để con lấy cái kinh nghiệm. Năm sau ấy con trồng vô một mớ nhiều nhiều để con cúng dường cho chùa Hồng Pháp mình để trang trí mô hình. À, nhưng mà thấy nó cũng tương tự giống giống nhau ha. Cái mùi mùi này là thôi. Nó cũng là cá đồ gì tùm lum trong đó. À. Đó. Ô ô ô. Trời. Trời. Chắc chắc. Hình như là làm như nó muốn no rồi phải không ta? Dạ, sáng có ai cho ăn? Dạ không, nó dậy đó, cá ở đây nó ăn uống điềm đàm lắm. Ờ. vậy là nó cũng có tu rồi đó. Dạ. Ví dụ mình đi đâu quên hay là bận việc gì đó, 2-3 ngày cho nó ăn thì nó ăn nó vội hơn chút. Còn bình thường ngày nào cho ăn thì nó vậy đó. À. Sao gì cũng được ăn rồi nên dạ. Họ không có dành. À, nó không có dành nhau, cá đây nó không dành nhau mà nó ăn no rồi thôi là nó không ăn nữa sư phụ. Các chỗ khác là tới những bao lì xì, pháp bảo, lịch của sư phụ. Rồi còn một người, một gia đình được một cái chậu hoa, năm nay được một cái chậu lúa. Dạ. Hay á. Họ thích lắm.